Sau khi hội quần trở lại, trong sáng ngày 21 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019 trên đất UAE. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò của mình có 4 ngày nghỉ ngơi sau chức vô địch AFF Cup 2018. Và điều này phần nào đã giúp cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội có được tinh thần thoải mái nhất bước vào nhiệm vụ tại giải vô địch châu Á. Ban huấn luyện như lãnh đạo VFF cũng tạo điều kiện cho anh em về nghỉ ngơi với gia đình sau hơn 2 tháng tập trung chuẩn bị cho AFF. Cũng là khoảng thời gian quý giá để chúng em có được thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Và cộng thêm nữa là chức vô địch tại AFF vừa rồi cũng khiến anh em khá là vui vẻ và hưng phấn khi trở lại chuẩn bị cho Asian Cup sắp tới. Cũng liên quan tới Quế Ngọc Hải, cầu thủ người Nghệ An bị đau nhẹ sau trận chung kết AFF Cup 2018 và phải tập riêng với các bác sĩ. Trong khi đó, Trọng Hoàng vì lý do cá nhân cũng không có mặt trong buổi tập sáng nay. Còn lại, 26 cầu thủ cùng ban huấn luyện chủ yếu thực hiện các bài tập nhẹ để dần bắt nhịp với nhịp độ tập luyện như trước. Bên cạnh đó, sự chú ý cũng được đổ dồn vào nhóm 7 gương mặt mới được bổ sung bao gồm Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Nguyễn Thành Trung, Ngân Văn Đại, Nguyễn Hoàng Đức và Ngô Tùng Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện dành khá nhiều thời gian cho nhóm tân binh. Từng người được chỉ dạy rất kỹ về các bài tập, phối hợp để có sự hòa nhập nhanh chóng với toàn đội. Có thể thấy, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn rất thân thiết với các học trò. Đây là cách mà ông giúp nhóm tân binh có được cảm giác gần gũi nhất khi được triệu tập lên tuyển. Vào ngày 25 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận xa hữu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sau đó, toàn đội di chuyển sang Qatar và chơi trận xa hữu cuối cùng với đội tuyển Philippines vào ngày 31 tháng 12, trước khi chính thức bước vào chiến dịch Asian Cup vào tháng 1 năm 2019.